Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Thế Giới Di Động. Thì hiện tại trên tay mình đang là chiếc BlackBerry Evo. Thì hôm nay cùng mình chúng ta sẽ cùng nhau trên tay cũng như là đánh giá nhanh cái sản phẩm này các anh em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về thiết kế của chiếc BlackBerry Evo. Thì với cái thiết kế 18:9 cũng như là đã bỏ hoàn toàn cái bàn phím QWERTY ở trên chiếc điện thoại, thì BlackBerry Evo dường như là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên mà sở hữu cái màn hình full screen ở phía mặt trước như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình 6 inch. Cảm giác cầm nắm đầu tiên của mình đối với chiếc điện thoại này là mặc dù chiếc điện thoại có một cái kích thước lên đến 6 inch, nhưng mà cảm giác cầm nắm rất là tốt, nó không quá là bự, nó vừa tay. Chỉ riêng có cái phần giao nhau giữa phần mặt lưng và cái phần cạnh viền thì BlackBerry đã làm cái phần này có một cái điểm G, có nghĩa là cái cạnh này nó rất là G lên, rất là gồ lên, thì chúng ta cầm nó sẽ không bị trượt, nhưng có lẽ là cầm lâu thì chúng ta sẽ có cái cảm giác mỏi tay. Mặt lưng của chiếc điện thoại này thì nó làm bằng nhựa nhựa carbonate, nhưng mà mình mới cầm vào một xíu thôi thì cái phần nhựa này vẫn bám vân tay các anh em nhé. Vậy nên là khi mà chúng ta mua và sử dụng thì chúng ta cũng để ý rằng hãy sử dụng ốp hay là dán một cái lớp mà chống vân tay lên, thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ chịu hơn khi mà chúng ta dùng. Phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng thì đặt ở phía cạnh phải của chiếc điện thoại. Thao tác thì cũng tương đối dễ, nó không quá cao, mặc dù nó ở cùng một phía. Cạnh trên thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị cái jack tai nghe 3.5mm. Đây là một cái điểm mà mình thấy khá hiếm trên những chiếc điện thoại được sinh ra trong năm 2018, và đặc biệt là đầu năm 2019 thì nó rất là hiếm rồi. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có loa cũng như là cái mic được đặt đối xứng nhau qua một cái cổng USB Type-C. Đối với mặt trước của chiếc điện thoại thì nó được làm không theo một cái xu hướng tai thỏ giống như những cái hãng khác, mà BlackBerry vẫn sử dụng cái thiết kế đó là vẫn có cầm trên và cầm dưới. Hai phần cầm này rất là đối xứng nhau và nó tạo cho chúng ta cảm giác liền mạch, và nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Về cấu hình của chiếc BlackBerry Evo thì chiếc điện thoại này được sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon 450, 3GB RAM cũng như là 64GB bộ nhớ trong. Nhiều anh em tại buổi lễ ra mắt có hỏi là tại sao với lại cái cấu hình chỉ có con chip Snapdragon 450 mà BlackBerry lại bán với một cái mức giá là 7.990.000 đồng, có nghĩa là một cái mức giá khá cao so với những cái đối thủ mà cái cấu hình thì không được cao lắm. Thì đại diện của BlackBerry có trả lời rằng đối với những cái tệp khách hàng mà hay sử dụng chiếc điện thoại BlackBerry này thì họ gần như không quan tâm tới cái cấu hình, mà họ cần một cái chiếc điện thoại liên quan đến công việc để họ có thể thao tác và sử dụng nó thuần công việc hơn. Nói về camera ở trên chiếc BlackBerry Evo thì mình không quá ấn tượng với cái camera này lắm, bởi vì chất lượng ảnh cho ra cũng chỉ tương đối thôi, mà nhìn chung thì nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu chụp ảnh cơ bản của chúng ta. Thay vì giống như những cái hãng khác thì họ sẽ trang bị một cái camera có độ phân giải thấp và một camera có độ phân giải cao, thì ở trên BlackBerry Evo họ trang bị hai camera có độ phân giải bằng nhau và là 13 megapixel. Thì điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông tốt hơn, cũng như là khi mà chúng ta chụp ảnh thì chất lượng cũng sẽ tốt hơn hẳn. Camera trước của chiếc điện thoại này thì cũng chụp selfie tương đối tốt như các anh em nhìn thấy. Đây, đó là cái hình ảnh được chụp từ camera trước của chiếc BlackBerry Evo. Thì chất lượng ảnh xóa phông cũng tương đối tốt, chủ thể được xóa cũng như là những cái viền thì được BlackBerry họ làm tương đối ổn để cho mà chúng ta có những cái bức ảnh selfie xóa phông không cần quá nhiều camera. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đến với ưu nhược điểm của chiếc BlackBerry Evo này. Nói về ưu điểm thì có lẽ là cái thương hiệu BlackBerry đã quá quen thuộc với lại anh em, những anh em yêu thích công nghệ và cộng đồng doanh nhân sử dụng BlackBerry, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ Canada. Và cái phần ưu thứ hai đó chính là phần những cái detect để mà có thể bảo mật chiếc điện thoại, hay là BlackBerry Hub để mà giúp chúng ta có thể quản lý công việc tốt hơn. Đó là những cái ưu điểm ở trên chiếc BlackBerry này. Phần nhược điểm đó là BlackBerry Evo đã loại bỏ bàn phím QWERTY ở trên thiết bị này. Mình nghĩ rằng bàn phím QWERTY là một trong những cái đã tạo nên cái linh hồn của BlackBerry. Nhưng trên sản phẩm Evo thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cảm ứng full screen. Có một vài người sẽ thích, nhưng đối với cá nhân mình, một người mà rất là yêu thích cái thương hiệu BlackBerry từ những cái sản phẩm như là Bow, thì mình hoàn toàn thích cái bàn phím bấm của nó hơn so với những cái phím cảm ứng. Và cái nhược điểm thứ hai đó chính là cái cấu hình so với mức giá. Chúng ta sẽ có một cái cấu hình đó là con chip Qualcomm Snapdragon 450
và một cái mức giá lên đến gần 8 triệu đồng. Nhưng đối với những cái sản phẩm khác với cái mức giá là 8 triệu đồng thì chúng ta có thể hoàn toàn mua được một cái cấu hình cao hơn, để mà trong những cái tác vụ mà yêu cầu cái cấu hình thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Chiếc điện thoại BlackBerry Evo này đã được công bố giá tại thị trường Việt Nam là 7.990.000 đồng. Kèm theo đó là chúng ta sẽ được tặng một cái tai nghe JBL giá tầm khoảng 1.500.000 cùng với một cái gói bảo hành vàng trị giá là 500.000. Vậy thì các anh em liệu rằng có mua chiếc điện thoại này hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới video nhé. Còn video vừa rồi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn lại các anh em trong những video lần sau. Bye!